Welcome các cô chú bác anh chị đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Cả nhà có thể thấy hôm nay trời trong xanh rất là đẹp và đây là một khu thương mại khá là sầm uất. Mình rất là thích khu này tại vì rất là xinh đẹp và sang trọng. Để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta cùng nghe chia sẻ những tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Kênh Uyên Quỳnh hiện tại đang mở ra chương trình ưu đãi dành cho hội viên. Nếu ai đăng ký là hội viên của chương trình, tùy theo từng cấp độ sẽ được hưởng những ưu đãi trong đó. Và những anh chị nào khi lên kênh của Uyên Quỳnh khá lâu chưa tìm được bạn và Uyên Quỳnh cũng không nhận được tin tức về anh ấy là chị ấy đã có bạn rồi hay chưa, thì những phần video của anh ấy, chị ấy sẽ được đăng lại bên phần Facebook. Và khi các anh chị đang tìm hiểu với nhau thì nhớ tìm hiểu cho thật kỹ, nhất là về chuyện tiền nong thì không nên vướng vào, vì như thế dễ mất lòng. Nào bây giờ Quyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Chị chào em nha. Em chào chị. Em chào chị Yên Vân. Xin chào cộng đồng mạng. Xin chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Em tự giới thiệu về mình ha. Em tên Cố Thị Đạo. Hiện đang sinh sống. Em xin quê quán ở Vĩnh Long. Nhưng hiện nay em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đến cái chương trình em mong chị ra tìm cho em một cái nữa yêu thương. Em sinh 1977. Hiện tại là em đang làm công việc gì? Dạ em đang làm sư ba chị. Em làm công việc này được lâu chưa? Em làm em cũng được khoảng 7 tháng rồi đó chị. Da mặt của em quá đẹp kìa, trắng mà mịn nữa. Chị thấy bây giờ ở bên Việt Nam làm công việc này nhiều ha? Dạ. Thì từ khi dịch đại giờ tới giờ thì nó cũng bị suy thoái nhiều đó chị. Rồi Siba là em chăm sóc da, rồi em có chị mụn, chị nám luôn đó hả? Dạ đúng rồi. Có massage body được không? Dạ có. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Em đi mua ông xã là năm 2006 tới nay thì em mua con một mình. Hả? Không nghe. Em ly hôn ông xã là năm 2006 đến nay. Hiện tại là em đang con mình và đồng thời đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em có được mấy bé? Dạ một. Con em bao nhiêu tuổi rồi? 22 tuổi chị. Ồ lớn gì đó hả? Rồi con em hiện đang sống ở đâu? Dạ sống cùng em. Con ơi, cho lịch sử pai 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 say dog bảo vệ cho quý vị kiến thức tên sao 4072225577 hôm tết kiện hôm lấy con gái hay con trai? Dạ con trai. Hai mẹ con lớn rồi cũng đỡ ha. Rồi lý dạ. Do gì sao em với ông xã chia tay? Hồi xưa cái thời điểm đó thì nói chung nó bắt đầu quan điểm chị, nó nhiều thứ, nói chung là nhiều thứ lắm, cho nên dẫn đến ly hôn. Tại vì xã em ngày xưa ở miền Tây cùng quê cùng ẩm thực hơn em Hiền Long. Rồi ông xã em làm công việc gì? Ngày xưa thì cũng là lao động tự do. Thế ngày sau thì ảnh mới đi tàu đó. đi tàu hồi xưa thì ở tàu đó, đi tàu từ tôi nhớ quê mình lên thành phố Hồ Chí Minh đó chị nhá. Chứ còn hồi thời đó em chưa biết thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sau khi
khi chia tay với ông xã em rồi em mới lên đây đó hả? Rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em thì luôn biết lắng nghe nha, và luôn học hỏi, và đồng thời cũng khá là yêu thương người lớn tuổi. Đó là ưu điểm của em. Còn khuyết điểm của em thì em hay quên. Mình là thì cái như em đi em mà làm công việc mà áp lực quá là em bị stress. Đó hả? Còn mỗi lúc bị chết vậy rồi thì em sẽ làm gì cho nó hết? Em đem cái công việc mình ra thì để mà mình đem công việc mình ra, và đồng thời mình sẽ suy nghĩ là mình trên công việc, còn mình sẽ vượt qua. Em có bị gì chết không cũng mấy lần đó. Nghe không rõ được khúc đó, bị chết làm sao? Em bị sự chết là cũng được 2 lần rồi, có nghĩa là mình muốn ngủ nhưng mà chứ không gì hết, mất ngủ. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Nói chung em mua đồ có đi thôi, nhưng mà em chỉ cần thật lòng, tại vì con người của em là em thì em nói một là em không thích nói nhiều, và đồng thời nói thì phải làm, thì với cái tuổi của em là mình phải chín chắn, khi quyết định một cái gì đó thì mình phải chấp nhận cái việc đó cho bản thân mình. Chứ em không thích là do dự, nhưng mà khi mà quyết định rồi mà lại kéo lại thì em không thích vậy. Cho nên một khi đã quyết định rồi là Rồi em có nghĩ là một anh mà muốn làm quen với em độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? nói chung thì cái đó thì lớn đẹp từ 10 tuổi mười mấy tuổi không sao, lớn là tốt lắm chứ đừng đừng muốn nghe chuyện. Nếu như anh ấy không có uống rượu thì em nghĩ như thế nào? À đúng rồi, còn vấn đề đó, đừng uống rượu thì uống nhưng mà cũng ít ít cái chuyện tình nhiều, và đồng thời cũng khá là đừng có chơi bài nha. Em sợ lắm, em sợ cái người chơi bài này. Tại vì em không thích bị bại. Ông xã em trước đây có đánh bài không? Có cái chuyện cho nên một em chia tay. Rồi con em như thế nào? Có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Dạ có chị, nói chung nó cũng vui, bây giờ công việc thì đi làm, em thì cũng đi làm vậy đó, thì nói chung việc này thì con nó cũng thoải mái lắm. Chào. Em rồi sau khi em chia tay với ông xã, em trẻ trung xinh đẹp nữa, giỏi nữa thì chắc cũng có nhiều người theo đuổi em lắm hả? Thì nói chung có chị, nhưng mà chị biết rồi đó, hầu như là con là những người đã có gia đình không muốn kiếm đi. Vậy đó hả? Chị biết rồi đó, nói chung là có nhiều lắm, nhưng mà chỉ là bạn thôi, cho nên là em nghĩ là điều đó không được với em, cho nên chia tay. A số là gặp nhau cà phê xong rồi là chia tay, gặp nhau cà phê xong rồi chia tay, không như bước là gì. Chưa có tìm được người phù hợp ha. Một anh mà muốn làm quen với em á, em nghĩ là em thích anh ấy trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Trầm tính ít nói chị, thực tế tại vì mình lớn rồi, mình phải biết đó thực tế, mà tại vì thời gian của tụi em là bây giờ không có còn dài nữa, cho nên mình sống với nhau là thực tế, đâu còn giống như là hoa lá cành nhưng mà thiếu mười mấy không mấy tuổi đâu. Em chiều Chiều cao của em là bao nhiêu? cao 1m52, em cao
thì 55 kg. Em muốn anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? Nếu mà em cũng không quan tâm, em chỉ cần có người trong cái team đối xử tốt, thật lòng, ok. Em không có nghĩ là đẹp xấu gì đâu. Tại vì bây giờ tuổi rồi, bây giờ mình phải sống, muốn là mình sống cho bản thân mình là nhiều hơn. Con cái thì nó ổn hết rồi. Nói chị, cho nên là mọi thứ thì mình sống để cho mình, sống chậm lại một tí. Em rồi gia đình của em có được mấy anh chị em? Gia đình em thì phải được một người bé, một con gái, một người trai, nhưng mà mọi người ở dưới quê hết, có gia đình ở dưới quê, ai cũng sống ở quê hết, có còn em này. Cơ duyên nào mà em lại lên thành phố vậy? Nói chung thì hồi xưa đó thì cái hồi mà em có gia đình rồi đó, nói chung là kêu là xã, và khi mà chia tay cũng là kêu quyết định chia tay là năm 2004, và tới năm 2007 giấy tờ nó hoàn toàn bằng mấy không hoàn thành, cho nên cái thời gian nó kéo dài rất nhiều, cái thời gian nó làm cho em có cái áp lực, vấn đề nói chung là vấn đề tài sản á, rồi nuôi con rồi, cho nên nó gây cho em áp lực nhiều lắm, cho nên là em mới nói là chỉ có bắt đầu mình đi làm ở xa thì rồi mình mới quên đi cái chuyện như thế này thôi. Cái cuối cùng thì mấy người em đi làm thì mọi thứ nó cũng được thành công. Thì nói chung là em là mặt phải trắng á, thì mà lại lên đây thì em quê nhà trên này, nói chung là mình cũng không có khá giả gì, nhưng mà lo cho cuộc sống mình có ổn ổn hơn ngày xưa. À, giỏi vậy đó hả, lên thành phố mua được nhà thành phố luôn hả, giỏi lắm á, vậy là quá giỏi đó em, chứ không phải là là ấy đâu, mà ở thành phố nhà cũng đắt đỏ nữa. Rồi ở dưới quê á, em có còn nhà đất gì dưới quê không? Dạ còn, nhưng mà đất ở dưới quê thì chị biết rồi đó em. Em là người Vĩnh Long thì chị biết mình sống được nông thôn mà. Đất cũng đâu có giá nhiều đâu. Em biết chị biết không chứ? Chị biết em biết chị biết không chứ? Những con khô mình dưới quê á, đất đâu có nhiều. Không, nhưng mà thí dụ mình để đó thì mai mốt mình lớn tuổi mình có thể mình về mình nghỉ dưỡng được, phải không? Dạ được, nhưng mà trong trong quê của em nó chỉ biết không đi nó xe hai bánh mà đi từ ngoài chợ mà vô trung tới trong nhà đó là phải đã 2 cây số, mà trời nắng thì đi thì nó ổn ổn chút, mà trời mưa là vất vả vô cùng luôn á. Vậy đó hả? Dạ Đường nhỏ vậy đó hả? Trong sâu dạ vậy? Em ở trong siêu vùng sâu dữ đó hả? biết rồi, mà hồi xưa là lúc đó là nhà em là chồng chị cây, xong rồi có định mới đi ghe, thì nhớ học đi ghe qua chợ cái bè chợ nổi bán, mà nhiều khi đi mua riêng mua một cây là đi 2-3 chục đi. Chúa ơi, đâu có phải lắm chị ơi. Nhưng Nghĩa mà thế thôi là gì? Với lại là em là mình công giáo thì hy vọng tiền được còn với mình cùng tính người nước mình nó cũng tốt hơn. nếu mà em thấy cuộc sống dưới quê khá vất vả, không kêu em anh chị em lên đây sống chung cho nó cuộc sống nó thay đổi hơn. Chị ơi thì chị biết rồi đó, ở dưới quê mình có mấy chị, có thứ nhất là có gia đình, thứ hai nữa có gia đình có đất rồi đó, thì sống theo ông bà, sống theo cái chuyện không ông bà đó, cho nên mấy chị không có chịu, không 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 chịu đó, không. Cho nên là cái thỉnh thoảng thì về mình chơi thì được, chứ bảo ở dưới là em thua. Em mà hiện tại là gia đình em á, nhà em đang trồng loại cây ăn trái gì? À, sầu riêng chị. Wow, sầu riêng, trồng sầu riêng được hả? Dạ, mấy chị chọn cho em làm gì chọn Không, sầu riêng nó cũng khó trồng, nó phải tùy theo đất mới trồng được phải không? à, dùng của mình hiện tại giờ miền Tây thì sầu riêng là nhiều chị. Sầu riêng mình bán ở đây cũng có giá lắm chị.
con cũng mua người ngon mà chị em bán là một coi như là tiền Việt Nam mới là nó 140 ký và chỉ có được có 3-4 thùng đó thì 4 thùng đó mà nó ra tới 7 tấn 8 tấn dữ vậy đó hả? Nhưng mà chị em cần ráng rất là cần vất vả lắm nha. Chị nuôi một trái sầu riêng nó giống như một cái bé đó, từ lúc nhỏ có mà cái nó lưng cái gì thế cực dữ ha. Em rồi bây giờ em nghĩ là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi không có tìm được người phù hợp thì em nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Em chỉ cần người đó hiểu được em và đồng thời là cảm thông chia sẻ càng gì giá lại cứ như là ngoài công việc ra thì có bất cứ một cái việc gì mà nó khó khăn thì từ từ nói nhẹ nhàng chia sẻ với nhau và đồng thời tìm cách mà giải quyết chứ đừng cái già gì rồi cái đầu cái lớn tiếng đó, đó thì em thôi nha từ từ nói. Trời, em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Dạ em xem của cái chương trình chị là lúc mà để mà chị đi làm từ thiện á, đi đấy là thời đó bây giờ rất là lâu rồi. Xem lâu dữ vậy đó hả? Dạ thôi em mới quyết định á mấy năm rồi. Nhưng mà em nghe nói là chị là người miền Tây á, nhưng mà không biết tự không nghe cái tiếng nói chị là biết chị là người miền Tây. Cách chị nói chuyện á em thấy nó cũng nói chung là nó cũng đồng cảm, tại vì đồng cảm với em là đồng cảm là người xa quê á, cho nên em thấy cái cách chị nói chuyện là em biết chị là người cùng miền với mình đó, thì em chưa có luôn là em nghĩ là em với các bạn như chị. Em rồi à, bây giờ nếu có người yêu, yêu lại lần nữa, em có thích người yêu của em có tính lãng mạn không? Dạ không, thực tế đi chị. Là em cũng lãng mạn nhưng ít thôi, nhưng mà thực tế một chút. Thật sự như là thực tế một tí xíu được á. Dạ lãng mạn mà giống như là hái hoa cũng lại thua. Hái hoa cũng vừa. Có khi nào em gặp người hái hoa bắt bướm chưa? Có ai nói với em là em nói chuyện rất là vui không? Có nhiều người nói với em là em dễ gần, dễ hiền và đồng thời phúc hậu, nhưng mà em thì không phúc hậu, em cũng có phúc hậu, người ta thấy vất vả có. Bây giờ thì em đi làm như thế, em làm như thế này thì em có thời gian để nấu ăn không? Hay là ăn cơm tiệm thôi? Dạ nấu ăn chứ, em ăn cơm nhà không mà chị. Vậy đó hả? Em ít ăn đường á. Chị thấy ở thành phố rất là nhiều quán ăn ngon luôn ha. Chiều nào cũng đông dạ hết, quán nào cũng vậy. Dạ, nhưng mà em thì lại thích nấu. Nhưng như em là thích ăn những cái món mà bệnh viện chút, ăn lại những cơm đó chị. Em sẽ... Em có tập thể dục không? Dạ có, em tập yoga. Rồi mỗi hồi đó giờ em có đi du lịch ở nước ngoài lần nào chưa? Dạ chưa chị. Em cũng đi là vòng thành phố Hồ Chí Minh, ra tới miền Trung thôi chứ em chưa ra Hà Nội. Nói chung là từ khi mà em học với chị là từ khi mà em đi ra, em đã chia tay ông sạch tới giờ là em đi làm, thì em chỉ biết đi làm, thời gian của em là đi làm. Có đôi khi như thế đó, em thời điểm này nhá, em cách đây chừng bán lòng trở về đây là em có khi tới cùng với gia đình, chứ cái thời điểm trước là em làm em không mà khi mà mọi người ở trên em ở lại em làm xong rồi cái qua
quan tới một cái thì ít khách lại đó chị, mọi người đi du lịch nó cái đầu cái nhân viên lên hết rồi đó, đủ rồi đó, thế mình về mình nó có sao, là 7-8 năm liền là như vậy. Vậy đó hả? Em chỉ có dùng cái từ là ăn tết mừng nữa, không có mừng là ăn. Và coi như là từ 2-3 năm nay thì nói chung là em về vì lý do thì em cũng nói là thôi giờ mình cũng có đủ rồi, thôi dành một chút thời gian với gia đình một chút, à trải cũng kiếm sống không bao giờ mình cứ nghĩ đủ là đủ cái gì không, nói sao mình đừng cứ nghĩ là như cái chưa đủ, mình cứ nghĩ đủ là đủ. Tại vì thời gian đầu vất vả thì phải cố gắng, bây giờ là thoải mái rồi thì nên nghỉ ngơi chút phải không? Dạ. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng rằng sau video này em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Em chào khán giả giùm chị ha. Dạ. Em cảm ơn chị. Đúng rồi. Đến với chương trình thì em xin chào cộng đồng đồng mạng. Tai nạn, xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pi Empires với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luật sư tai nạn.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.